Hello anh em, hôm nay mình về quê Sa Pa Tiền Giang chào anh em nhé. Thì là lâu lắm rồi cũng về quê, dịch bệnh này 2 năm rưỡi đây rồi giờ mới về được quê. Thì đây đất này là của ba mình để lại cho mình. Thì lâu lâu mới về chơi thì mấy anh em tụ tập lại, chắc là làm mấy món ăn ngon ngon cho anh giới thiệu biết là anh mấy cái món ăn đồng quê á. Nói chung là chắc mua con heo về làm chơi quá. Ok, anh em vô nghe mình. Tụi tao gặp nhau là kể chuyện ngồi uống lại ra, cho mẹ tụi bay cái thể hiện và phán xét đúng sai. Cuộc đời mà đéo nói trước được gì đâu con trai, muốn biết tụi tao thế nào thì cứ ngồi sao tại lại. Đây là hồi xưa là cái miếng đất này là không có phải về đâu, mình cũng kiểu mình đang cố gắng mình để anh tiền á, xong rồi mình làm cho sạch sẽ một tí anh em cho em. Cái cổng đi vô rồi. Vô đây. Nắng quá trời nắng luôn. Hôm nay hơi nắng tí. Ơi nè 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 nè, mua gì hả? Mua sả. Sả hả? Sả luôn hả? Nắng quá anh em ạ. Nướng than sẵn rồi, giờ chỉ có bây giờ là bắt đầu là mua con heo về, xong rồi bắt đầu là làm ăn thôi. Chắc tí nữa là mình gọi thêm tí nhạc sống rồi này kia, hay là nhạc sống cao kéo gì đó, chơi cho đúng bản chất dùng miền Tây anh em ạ. Đây bạn Hiếu. Hello bạn Hiếu. Hello bạn Hiếu. Bạn Hiếu khỏe. Giờ này sao, giờ ăn được không? Đây là bạn Hiếu mình à. Kỹ sư gì bán rau, nhưng mà không biết giờ công ty còn hoạt động hay không nữa, mình không biết, để hồi mình hỏi kỹ lại anh em ơi. Vô đây đi. Đây như là chú búa nè, chú búa này xưa giờ ở bên nhà mình sát bên luôn, bây giờ già lắm rồi. Này là chú búa đấy, cô chú anh chị mà có dân chợ Long Định mà làm cho tiền cho mình sống cho tiền nữa hả? Giờ người ta đang năm bữa rồi mà hỏi tôi nói coi, thế bây giờ người ta đang quay quốc tế bây giờ, bây giờ mấy cô bác kiếm mày khó mẹ luôn. Dạ thì đấy, bây giờ tạm hỏi tiền đâu có làm không, tạm ngưng câu chuyện cái để qua đây cái đó. Đây đây anh Sơn, Sơn quản Sơn đầu quá gần á. Đây anh Sơn với bạn đang làm gì vậy anh Sơn? Anh Sơn được, anh Sơn đang làm lòng anh em ạ. Đây đây con heo nè, con heo đang làm rồi, anh em quay xa xa ra chứ gần bị ấy á, thì mình cũng quay sơ sơ cho anh em thấy thôi. Đây anh Sơn là anh chuyên môn làm kỹ sư giết mổ. Đó giờ lúc mà mình còn nhỏ tới giờ á, là anh Sơn là anh làm heo rồi nè. Năm ảnh mới 14 tuổi bắt đầu làm heo rồi, lúc đó mình mới biết ảnh rồi. Giờ anh 40 tuổi rồi anh em ạ. Kinh nghiệm này hai mấy năm anh Sơn ha. Ok vô đây. Đó là anh mình. Nó ở trần vậy thôi anh em, mình quay chỗ khác đi. Đó đây là mấy anh em chơi gà. Ở đây gà rồi quá trời nè. Thấy không, thấy không? Gà đá gà rồi. Đó giờ đây anh lượm. Đó anh lượm. Đây giờ mấy anh em đang làm heo xong rồi. Con heo nằm đằng kia rồi. Đang phơi cho nó khô ráo rồi. Đây anh này là chuyên nghiệp đại học giết mổ. Anh Sơn. Rồi. Chào khán giả rồi đi anh. Lâu ngày quá anh em về đây chơi. Anh Sơn làm con heo này chắc tầm 1 tiếng đồng hồ vậy. Ông chưa tới 1 tiếng không? Nửa tiếng à. Ừ. Đây bầu lòng nè anh em. Đó như quê mình cái gì cũng có sẵn hết đó. Heo này heo gì anh? Heo gừng. Heo gừng. Heo gừng màu á. Đó này là coi như là đại học ra đàng hoàng nha anh em. Giết mổ là có chuyện chuyên nghiệp luôn á. Đó này cách để anh Sơn anh làm ra cái bộ lòng để cho hồi anh em mình ăn luôn. Đó, làm rất là sạch sẽ luôn anh em. Cái này anh có học rồi gì anh Sơn? Hay là kinh nghiệm á? Anh làm heo này tầm bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, hồi 14 tuổi, hồi còn nhỏ đây nè, mày không nhớ người ta. Trời ơi, 14 tuổi là chắc nay anh nhiêu tuổi rồi? Nay tao 4 mấy. 4 mấy, mấy năm tay nghề giờ. Cứ làm mọi giết mổ vậy không anh? Giờ đúng rồi đó, nhỏ thấy anh Sơn anh hay làm heo tối ngày mà. Đây là chạy gà của mấy anh em chơi với miền Tây. Đó.
nữa, gà gì cũng có, quá trời gà luôn. Bên kia là mẫu ba mình anh em ạ. À. Bên kia là mình để cái miếng đất này nằm ngay chợ, trước mặt là chợ rồi, trước mặt là chợ. Đây mình lại cho anh em chơi gà rồi này kia, nuôi gà rồi thử chơi tự biên tự diễn luôn. Đây mẫu ba mình đây anh em ạ. À. Đây luôn đủ đủ rồi, đủ đủ trồng có ai ăn đâu, trồng chơi chơi. Đấy, đây là mẫu ba mình đây. Thì thường thường là đến đúng ngày này kia mình mới lau chùi, chứ thường là cứ bụi bặm nó bay vậy thôi chứ không phải là mình để dơ. Đây là ba mình đây đó, ba mình là Lưu Văn Hiệp. Mình thường là người ta giống như đất chợ này, người ta xây nhà xây cửa rồi người ta ở, còn mình thì để chơi vậy thôi. Nói chung là đây mát lắm anh em ạ, không gió thổi nào dừa rồi kia là mấy cái dừa rồi. Mấy anh em ở nước ngoài đâu rồi mấy anh em cũng không biết, đây với mình miền Tây mà dừa thiếu gì. Ví dụ ngoài Bắc một cái dừa như vậy á, ngoài Bắc hình như nó nghe nó bán là 20-30 ngàn trái gì đó, với mình chắc 5-6 ngàn gì á, rồi cầm đấy. Đây mấy anh em nuôi gà, gà đá đó. Hồi xưa là mình sinh ra đẻ để mình sinh ra là ở đây nè, xong rồi cha mẹ mình ở đây, xong rồi giờ nhà mình hầu như đi nước ngoài hết rồi, thì cái miếng đất này để không thì giống như kiểu đó, mấy bạn thấy không, trước mặt camera mình đó là tất cả những nhà người ta xây cao hết trơn à, chứ có chỗ này là mình để không luôn mà, đúng rồi, để kỷ niệm anh em, mình cũng không có buôn bán gì nữa. Đó, giờ đang đốt than lên chuẩn bị xuyên qua cái ống tre kia kìa. Xong chưa anh Sơn? Không có rồi hả? À? Anh em đây tự nấu luôn, nước sôi là trên nấu bằng củi luôn, chứ đây bếp ga đồ này kia đầy đủ, nhưng mà đây bếp ga là bên kia có kìa, nhưng mà không có chơi, mình thích chơi củi gì cho nó sang. Cái xe này mình chạy từ đó giờ nè, Exeter 2010 đó, mấy anh em vô kìa. Xe này mình thích lắm anh em, chạy nó êm. Hồi trước mình thích chơi gì xì bo, nhưng giờ mình thích chơi mấy chiếc ẹt vậy nè, nhỏ nó gọn dễ chạy. Về quê thì đi đâu xa đâu cũng chạy một vòng trong quê thôi. Đi đâu hả? Đây mình gần chợ, mình muốn mua gì cũng có đó, nhưng mà đi sát bên chợ cho nên là chỗ nào cũng có người bán hết đó. Anh Sơn làm mệt anh Sơn? Đâu có vậy trời ơi. Không có gì hả? Giờ còn làm gì nữa anh Sơn? Về cho heo ăn nữa. Về cho heo ăn nữa, tối xuống nhậu ha. Thôi. Đây anh Sơn rồi đó, giờ biết là anh làm heo từ xưa giờ. Làm xong rồi đó. Đó, bọc chọt tay vô bốc lửa luôn chứ đâu cần phải lấy cây đồ kéo ra làm chi. Có gì dùng nấy anh Sơn? Quen rồi. Đó, đây trong đây là bộ đồ lòng như thế này, đây gọi là gì anh Sơn? Bao tử với ruột phải chà. À, bao tử với ruột rồi mình phải luộc lên vậy rồi mình chà ra nó mới ra được sạch phải không? Còn là kỹ sư giết mổ không luôn. Đó anh em, mình bây giờ mình phải đục cái cây tre đó, bữa cái cây tre ra rồi, xong bắt đầu mới làm cái giá để mà treo lên con heo lên hồi mình nướng. Sơn không cho quay sao bẻ cách làm đúng không? Không ai, thôi. Anh Sơn không cho quay luôn anh Sơn. Quay chứ đâu có gì mà. Ừ. Okay. Cái này là nghề hiểu không? Không phải. Là đúng ngay cái bệ sườn này mới được anh em. Đúng chưa? Đúng ngay cái bệ sườn này là đó, có cái chỗ rồi đây chọt cái cây tre qua chứ đâu phải đơn giản đâu. Thì không nổi mấy mình. Đó, đóng đinh xuống anh em ạ. Bài bản quá. Cái đó lấy kẽm cột chứ giữa. Đóng. Ừ, kém này không được rồi, chạy mua kém nhỏ mới được. Khoanh kém nhỏ, kém bự này cột không được. Vậy là không cột được hết nè. Cột lại mẹ, cái gì đâu, không được. Nó bự, xí không được. Không được rồi. Ừ.
Rồi có kẽm nhỏ mà lo gì. Cái này được. Nè. Nói này được rồi đó, bạn Sơn. Có kẽm nhỏ, kẽm tí ni á. Kẽm học sinh hả? Ừ, nó bự quá nè, mày bẻ không được. Ừ. Cái này hơi xét à. Tí tí. Cái này đâu phải đơn giản đâu, này phải làm phải có nghề đó. Chừng có 2.000 bạc nè. Mất công á. Mất công á chứ 2.000 gì đâu. Trời ơi, mày chạy ra bà tư sang rồi nè. Không có. Khoanh nhiều lắm. Đây đây đưa kẹp đi lấy ấy cho. Không phải. Nhiều lắm. Đưa kẹp lấy kẹp nhỏ. Xài nhiều lắm. Xài một khoanh. Mày cắt con khúc người đâu có đổ. Chạy mua đi. Đây. Đổ như đây nè, góc này nè. Xét xét nữa. Xét xét. Ăn vô chết luôn, ngọng luôn. Nhiều lắm. Đây kẹp nhỏ nhiều lắm. À này làm nó có cái cách đóng đinh rồi này kia hết á. Đâu sức đâu anh còn thêm chi vậy? Vậy. Sức không? Thành nó cháy là sức á. Làm kỹ chứ. Rớt ra ngoài là khỏi ăn luôn hả? Ừ. Đó, là đi ra. Đó giờ anh em bắt đầu quay nè. Quay rồi anh em. Để. Nè, lấy gạch chim lên. Ừ. Cái ghế hồi nó chạy cái ghế sao? Cái ghế ấp xuống rồi nào. Ấp cái ghế xuống. Lùng quá xét ấp đó. Ấp chôn. Ừ đưa nó. Ừ bỏ vô. Kệ đó. Đó bắt đầu quay vậy anh em ạ. Cái nè. Chạy chạy à. Chạy cái ghế liền nóng lắm. Nóng. Để nãy tay cho nóng đi. Nóng. Cái trời nè nè bị gợi tấm to nên nóng lắm. Này ra. Cái ghế vô lận. Chắc vô cái ghế ở bàn luôn. Ừ vậy gì. Cũng vậy chứ gì. Không cao là biết để nó lật. À bắt đầu quay anh em ạ. Trúng đâu trúng nè. Rồi nó chạy mở ra. Cái đó. Nó trong chổng còn kìa dây đâu có nóng gì đâu. Nè mình ngồi vậy nè có nóng gì đâu. Để hai cục gạch bó lên rồi kê lên. Chạy mở thơm đó. Phật lửa đó. Sống cao lên Sơn. Cao chị. Đó đó đằng kia là anh Sơn là chuyên môn như là buôn bán gì, gì châu lúa. Hello, chào anh em đi anh Sơn. À, chỗ đây nè. Rồi. À. Chào anh em ơi. Toàn quốc tế được không? Dính vô. Chưa trai dính cặc gì vậy? Bảy dính tự nó không luôn à. Ừ, đó vậy đó. Anh Sơn ơi. Coi điện thoại nhạc sống nó vô chơi anh Sơn. Là 4 giờ tới luôn hả? Đúng 4 giờ tới á. Okay, đầy đủ anh em. Đây công an xã gì? Không phải. Không ai nuôi gà. Bây giờ có cái công việc gì cho anh Sơn làm đi chứ. Cho nên anh Sơn anh về làm sao? Đừng có đồ đây tôi còn sao nữa. Đi xin đồ làm hai cái Sơn. Được rồi anh Sơn ơi, cứ để đó cho tao làm đi. Ê, em này có ai mua gì Sơn? Đây, có thằng Tăng nó mua gì á, tao lên tao làm hụ. Tài bản đó ta. Chuyên nghiệp mà. Rồi bữa đã con có cái 100 kg nó còn làm được nha mà. Con đó, ừ, con, bên ông Toàn đó. Ờ, con còn đó, con cây con nó cái 100 à. 100 mấy nha. Con heo lên màu nè anh em ơi. Chuyên nghiệp quá anh ơi. Anh Sơn ơi. Quá là chuyên nghiệp luôn. Quay đồ đi chứ lắm. Quay đồ, quay vòng vòng rồi cho người ta thấy đồ. Bếp chín rồi. Bây giờ anh em đủ người hết trơn đó. Ở giờ đây là như anh Sơn cửa xe nè. Chuyên cửa xe, tất cả các loại xe Long Định. Quay này lên. Ô, ca sĩ Long Nhật quay vòng vòng kia rồi, ca sĩ Long Nhật năm kia rồi. Quá, nứt quá. Vô tập hết tất cả anh em luôn à. Bụng nứt, nứt già quá. Đó, mấy anh em ngồi rồi. Có con heo mà quá cho người bu luôn á, kỳ quá. Lật cái đi, coi. Đó. Bài bản thấy chưa? Không có, ông Sơn không khai làm được. Xin bài bản lắm. Đủ mà nóng chửi ra cắt cây dài đi cắt ngắn à. Chắc lá chuối gì heo? Vô cái đùi đó. À, đây anh em ơi. Cắt lá chuối đừng có cái mẹt vô nữa. À, quá bài bản luôn.
đó là giới thiệu cho mấy anh em biết nha, mấy anh miền Bắc thấy không, sushi bo trong miền Nam là xe thỉnh nhất của các dân chơi. Mà hồi xưa cái xe này người ta gọi là xe để đi ăn chậm chó chậm gì cướp giật nữa. Chiếc này nè, giờ giá cả thị trường của nó tầm 300 triệu, nếu mà còn zin ngon thì gầm cái tỷ một chiếc cũng có. Yeah. Ok không anh em? Quay chủ xe nữa anh. Chủ xe. Đây là em này là chủ xe nè. Có ăn trộm nha, ăn trộm hay là cướp giật lần nào chưa em? Dạ cái tướng hết mà biết rồi. Mới đưa lượng heo nè, mới đưa lượng heo. Đưa lượng heo hả? À, đưa lượng heo. Hồi công an xã bắt luôn. Ok. Đây anh em, đây ca sĩ Long Nhật. Ca sĩ của sớm đó anh em ạ. Chuyên nghiệp nhưng mà giờ xưa là chuyên nghiệp, giờ kiểu như bỏ nghề hay sao á. Nãy mình mới mời từ bên coi như là bên kia rồi, bên cái đó đó qua bên đây. Tí ca sĩ Long Nhật cướp vui cho vài bài nha ca sĩ Long Nhật. Ok không? Tiền bo này kia là mấy anh em tự bo nha. Ba thùng. Đó bây giờ là để anh Hí anh làm lòng nè anh em. Này là gì anh Hí? Lòng heo rừng. Lòng heo rừng á. Đó nè bài bản ông quyết đồ này kia có sẵn luôn không? Cái này quyết sao nó nhìn cái màu kỳ đó. Quyết này nãy anh Sưng anh làm gì ông làm ngon lắm á. Làm ngon. Kể tre. Ông làm quyết kể tre. Ủa cái mẹt này đâu có luôn ta? Anh em mình chuẩn bị sẵn vậy luôn hả? Anh nhìn thẳng thẳng vô cái mấy ống kính chứ mà anh nhìn lật cái ống kính. Đấy, em tưởng nó anh nhìn anh liếc không à. Kỳ anh Sơn. Ba thùng. Anh nhìn chỗ này người ta như nói anh nhìn đéo chết anh Sơn ơi. Có giờ đang cắt tới dòm đây chứ. Anh dòm tầm 7 tầm 3 anh dòm bên tay trái không mà anh đâu có nhầm tay phải đâu mà. Đó giờ bắt đầu bia tới rồi anh em ơi. Bia tới rồi. Nó cũng tạo phải không? À. Xe chở 2 thùng bia ghê thiệt chứ. Đi dưới quê là đeo vô thùng sẵn vậy nè. À, nặng lắm à, thùng rưỡi lận. Thùng rưỡi rồi hả? Rồi. Vậy cho thêm mấy gì? Đâu có kêu 3 thùng mà, xe 2 thùng. Đây luôn Ngọc, thùng bếm kia, hai bên lấy đó. Đó trời luôn. Nhiêu tiền anh ơi? Chị mốt 40 xin lỗi. Chị mốt 40 xin lộn. Vậy là chắc ông chơi 17 rồi. Đó 2 triệu đó, là 2 triệu đó. Cái đó 2 triệu đó. Thấy chưa, ông định bẹp tôi hay gì á? Không có à, trả lại đàng hoàng nha. Nãy nó nói lộn thôi. Tôi không bẹp ông thôi, sao không bẹp được tôi được. Đưa 2 triệu cầm luôn. Ê chú ơi chú bốn bốn chục không gì mày làm tao gối quá 300 thua đâu chắc chú này là ở đâu ta ba tưởng em á tên tưởng em đó bạn con chú ơi bạn học con á chú đừng làm vậy nó ra hơi rồi ừ nó ra hơi rồi. Rồi, cảm ơn hết nha. Ok. Cái lộn có đừng buồn nha. Đâu gì đâu chú. Đừng trả lại à, đâu có ấy đâu. Giỡn chú ơi, giỡn chú chơi thôi chứ con biết mà. Con cháu không à. Cho chú cũng được mà gì đâu. Nhưng mà tại vì cái lộn thôi. Ok chú. Đó nước chấm thần thánh anh em ơi. Chấm này là của cái em gì mà ở bên cái gì gì vậy? Phải. Rồi chạy chạy. Thì em gì mà với mà chạy siêu xe quên rồi. Em của bạn mày ở gì em gái mày gì đó. Quỳnh Như gì đó. À Quỳnh Như là em gái của bạn này nè. À, con gái nè. Này là công thức của Quỳnh Như đúng không? Ừ. Đúng á, lát chấm gì chứ. Chấm như cái đầu con cặc người ta chửi được. Được đã quét rồi. Nước chấm thần thái anh em ơi. Âm đây nè. Đó bây giờ là anh Đoàn Dự. À, pha cái nước mắm tôm ở đó đổ gì đó cái đó là gì vậy rượu hả. Ê, công
công thức của nghe nói là YouTuber Quỳnh Như ở dưới đâu, ở dưới Bạc Liêu hả? À, vậy rồi đem đi luôn hả? Chưa, để xả vô. Thì để xuống đó làm đi. Xả chanh rồi quay đem về bả. Đó. Rồi, mặt lòng nè anh em ơi. Đó mặt lòng nhìn hấp dẫn chưa? Đó giờ thì bắt đầu cắt chanh bỏ vô đồ. Nó chơi bài bản lắm, xịt chanh vô không? Đó, rồi rồi. Rồi đó, lo đài vô nè anh em ơi. Lo đài vô, ca sĩ vô nữa kìa. Nhạc vô. Đó, vô kìa. Lo đài vô anh em ơi. Rồi. Anh ấy giới thiệu ca sĩ nào đó rồi. Quay chứ. Ca sĩ Nhung cái gì á? Ca sĩ Nhung anh em ơi. Vô lại anh em ơi. Vô. Ai lại chim? Cái này 15 năm sau mới lên mạng lận. Chim đây ta đang ghi.
Oh,
kết thúc của bài này nhé. Chào tất cả anh em, cảm ơn tất cả anh em xem video.